Nằm trên dãy Trường Sơn có một con đường huyền thoại, đường 20 quyết thắng. Con đường được làm nên bởi những con người có tuổi đời mới vừa tròn 18-20. Con đường đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng độc lập, niềm tin tất thắng của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đường 20 quyết thắng là con đường của sự đoàn kết, con đường rộng mở đến tương lai. Sau bao ngày leo trèo vượt dốc trên miền biên viễn, chúng tôi đã đi qua những vùng đất, những miền quê, chứng kiến bao thăng trầm cũng như sự phát triển đi lên của những bản làng người Arem, Macon định cư dọc theo đường 20 quyết thắng. Có một điều dễ nhận ra và khiến những lữ khách đường xa như chúng tôi cảm thấy nghẹn ngào, xúc động là hình ảnh lá cờ Tổ quốc luôn tung bay trên những nếp nhà sàn. Nhìn màu cờ đỏ sao vàng phấp phới, kiêu hãnh giữa màu xanh núi rừng Trường Sơn, thấy thêm yêu Tổ quốc mình trong thể núi hình sông linh thiêng kỳ vĩ. Tự hào lắm và càng yêu quý những bản làng thân thương trung trinh một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Cửa khẩu Cà Ròng, Nòng Ma là một trong hai cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình thông thương với nước bạn Lào. Cửa khẩu mở ra đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Macon, Arem và người dân sống dọc tuyến biên giới Việt-Lào qua lại thăm hỏi lẫn nhau. Việc vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam và ngược lại cũng thuận lợi hơn khi cung đường được rút ngắn gần 100 km so với lộ trình qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Qua khỏi cửa khẩu Cà Ròng, Nòng Ma, con đường 20 trở nên gồ ghề, mặt đường bằng bê tông nhựa không còn nữa, thay vào đó là những ổ gà, ổ voi, bụi bay mịt mù. Vượt qua cột mốc biên giới 543, đoàn làm phim kỷ sử đường 20 chính thức đặt chân lên nước bạn Lào. Chẳng bao lâu, xe chúng tôi đã đến trạm kiểm soát của đồn công an Nòng Ma, tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua thăm hỏi, chuyện trò, biết được lý do có mặt của đoàn làm phim trên con đường 20 huyền thoại này, Đại úy Sĩ Pá Sờ Sang Thong Phệt, đồn trưởng đồn công an Nòn Ma rất phấn khởi. Ông cho hay, mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào là tài sản quý giá được truyền qua nhiều thế hệ. Mối quan hệ ấy là cơ sở nền tảng để chính quyền và các lực lượng chức năng của phía Việt Nam và phía Lào xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, xây dựng đường biên giới đoàn kết cùng phát triển đi lên. Trên tinh thần ấy, đồn công an Nòng Ma cũng đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong kiểm tra, kiểm soát, giúp bà con qua lại thăm hỏi nhau thuận tiện hơn. Thì mà lấy xôm xáy, lấy xin thang. Nói về con đường 20 quyết thắng là con đường đã đi vào lịch sử, là một con đường huyền thoại. Đến thời điểm hiện nay, con đường đã đem lại rất là nhiều lợi ích cho nhân dân hai bên biên giới. Chính vì thế chúng tôi phải có trách nhiệm tuyên truyền cho tất cả các thế hệ mai sau để như vậy là biết rằng con đường đã có đi vào cái truyền thống lịch sử nó như thế nào, và để mọi người cùng nhau có trách nhiệm bảo vệ con đường và như vậy là xây dựng con đường để như vậy là đem lại cái mối quan hệ đặc biệt giữa hai bên biên giới ngày càng tốt hơn. Mường Bồ Lào Pha, Lệ Mường. Rời đồn công an Nòng Ma, theo chỉ dẫn của Đại úy Sĩ Pá Sợt Sang Thong Phệt, chúng tôi tiếp tục thẳng tiến theo con đường 20
hướng về ngã ba Lùm Bùm. Giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng, chợt cảm thấy ấm lòng khi nhận ra vệt khói lam chiều vương vấn trên những nếp nhà sàn đơn sơ, gợi lên trong lòng người khung cảnh điển viên sum vầy của những gia đình bên bếp lửa. Đường 20 nằm trên đất Lào từ thuở bắt đầu xây dựng cho đến nay vẫn vậy, gian nan, bụi bặm, khó đi. Nó là con đường độc đạo nối liền các bản trong huyện của Lạ Pha, tỉnh Khăm Muồn. Càng đi sâu vào đất Lào, đường 20 càng xấu dần. Chiếc ô tô 4 chỗ không thể đi tiếp được nữa. Được sự giúp đỡ của một số người Việt làm ăn bên đất Lào, chúng tôi lên một chiếc xe bán tải có 2 cầu để tiếp tục hành trình. Người đồng hành cùng với chúng tôi lần này là anh Lê Sinh Nghĩa, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, một người thường xuyên qua lại trên con đường 20. Anh Nghĩa bảo, dẫu đã quen đường, quen lối, nhưng sự vất vả mỗi khi đi qua đây chẳng vì thế mà thuyên giảm đi. Đường mỗi lúc một dốc, lại lắm ổ gà, ổ voi, nên những người đi trên xe đều chao đảo, lắc lư mạnh. Chúng tôi chợt hiểu phần nào sự gian khó của những chiến sĩ vận tải năm xưa. Một điều đặc biệt thật thú vị, bản Chà Pá trên đất Bà Lao còn đó những dấu tích của thời Trần Mạc chưa xa. Phế liệu chiến tranh, mảnh vỡ của đàn bom ngày nào được người dân nơi đây sử dụng làm hàng rào quanh nhà ngăn chặn thủ dữ. Nhìn khung cảnh như thế này, chúng tôi nghĩ rằng, dù là ngẫu nhiên, nhưng người dân ở đây đang tạo ra một bảo tàng ngoài trời, một chứng tích của chiến tranh thời kỳ đánh Mỹ. Chúng tôi càng hiểu thêm về lòng dũng cảm vô song, tinh thần xả thân hy sinh của thế hệ cha anh rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, lắc lư đưa chúng tôi đi qua các địa danh nằm trên đất Bản Lào mà lịch sử mãi khắc ghi, cả dân tộc Việt Nam luôn tự hào và các thế hệ sau luôn trân trọng. Đó là Cua Chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích, vốn nổi danh với tên gọi trọng điểm ATP. Mùa này, nước sông Ta Lê cạn, phương tiện vận tải qua lại cũng dễ dàng. Đi trên con đường huyền thoại giữa điệp trùng núi rừng, chợt nhớ đến những câu thơ của cổ nhà thơ Xuân Hoàng viết tặng cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong nơi cửa thép Ta Lê. Lịch sử gọi đây là cửa thép, tôi xin gọi đây là dòng sông Lê. Cửa thép sông Lê và sông Lê là một. Cửa thép có sông nên cửa thép hóa lành. Sông có lửa nên sông thành tuyển chốt. Hết lửa rồi, sông lại trải màu xanh. Vượt cửa thép Ta Lê, chúng tôi tiếp tục hành trình trong niềm suy tưởng ấy mà chẳng mấy chốc đã lên được đỉnh đèo Phu La Nhích. Đứng trên đỉnh đèo mới thấy được sự hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn, một dãy non nước nghìn trùng thu vào tầm mắt. Còn nhớ năm 1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương vào thăm đường 20 quyết thắng. Đứng trên trọng điểm ATP, Đại tướng nói: "Trăm nghe không bằng một thấy, có đến tận nơi mới thấy cái vĩ đại và rất nên thơ của tuyến đường, như cảnh Cua Chữ A, Ta Lê, Phu La Nhích và cuộc chiến đấu, lao động kiên cường của những con người đã làm nên sự tích anh hùng. Đường 20 là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan." Từ khi khai sinh năm 1966, đường 20 quyết thắng đã từng ngày thay đổi tầm vóc của mình. Từ chỗ chỉ là con đường độc tuyến dài 123 km, đến năm 1973, con đường này đã là một mạng lưới vượt khẩu như trận đồ bát quái, với tổng số chiều dài hơn 260 km, bảo đảm cho các đơn vị vận chuyển chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đấy,
để hiểu rõ hơn những năm tháng sống, chiến đấu và hy sinh của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên con đường 20 huyền thoại. Chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Công Thủ ở phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông Lê Công Thủ nguyên là đại đội trưởng đại đội 3, đội 25 thanh niên xung phong đường 20 quyết thắng, là một trong những người đầu tiên tham gia mở đường và cũng là một trong những người cuối cùng rời khỏi con đường này sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bên ấm trà xanh, ông Thủ cho biết, ngày ấy toàn công trường hừng hực khí thế lao động. Sau 127 ngày đêm không nghỉ và hàng triệu khối đất đá, ngày 7 tháng 4 năm 1966, ta đã chọc thủng dãy núi đá vôi khổng lồ Phong Nha - Kẻ Bàng, hình thành một tuyến đường vận tải cơ giới. Trong suốt 7 năm liền từ 1966 đến 1973, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã đổ máu, đổ mồ hôi, quyết tử dưới mưa bom bão đạn của quân thù, đảm bảo cho tuyến đường thông suốt, chi viện cho chiến trường miền Nam, cả chiến trường Lào luôn đủ quân, đủ lương thực, thực phẩm, vũ khí, đánh bại quân xâm lược. Về mùa mưa thì tất cả những cái đoạn đường đất á, là ta lý cao độ khoảng 5-70 mét, 100 mét thế á, là mưa là nó tụt xuống, đất trên cao nó tụt xuống, mình lầy lội cả khúc đường dài hàng trăm mét thế. Anh em thanh niên xung phong là ra là có như bùn lên quả đầu gối thế này này, mà đừng mà vóc bùn thế này này, cũng suốt cả đêm, do mưa suốt cả đêm nữa. Mà lúc đó là có cái con liêu thân ở Trường Sơn là nhiều lắm, tức là hàng cứ chui vào người hàng chết, hàng đốt đến khi nào chết thì thôi. Đấy. Bắn ăn thôi chứ. Tức là cái con này là mà lúc đó là tay chân ấy bắn. Cho nên là rất khổ, mình dài dàng hàng đêm trời như thế. Rồi có khi là có những cái ngâm sâu mà hắn đánh bị tắc. Thì mình là phải vừa vận chuyển đá bỏ ra giữa là vừa làm đường cục tiêu hai bên đường. Đường cục tiêu để cho xe này qua chứ không là xe sắp quay lần mắc giữa. Một chỉ cần một xe mắc ở đó thì cả đoàn xe ở lại. Không ai tính hết được những tổn thất hy sinh của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người đi mở đường và giữ đường 20 quyết thắng. Chỉ biết rằng, với vị trí quan trọng của đường 20 trên toàn bộ hệ thống đường Hồ Chí Minh, chi viện cho chiến trường trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, kẻ thù đã huy động tối đa sức mạnh của sắt thép, đàn bom để hủy diệt con đường. Mỗi mét đường đều thấm máu xương của những cô gái, chàng trai đang phơi phới tuổi 20. Tạm biệt con đường 20 quyết thắng, chúng tôi sẽ cất giữ trong ký ức màu xanh bạt ngàn của rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng. Cảm xúc nghẹn ngào, thành kính, tri ân khi đến hang Tám Cô, hang Y Tá và cả hình ảnh đồng bào Arem Ma Con với nụ cười tỏa nắng bên những nếp nhà sàn vương vấn khỏi lam chiều. Và xin kết lại bộ phim kỳ sử này bằng những câu thơ trong bài thơ nổi tiếng của cố nhà thơ Xuân Hoàng. Ở đây, con đường Trường Sơn đi qua, thời đại Hồ Chí Minh chói người sự thật. Những điểm cao trở thành điểm chốt, tên núi, tên sông, theo nhau đi vào anh hùng ca. Phu La Nhích, Phu La Nhích. Đây cũng là sự thật. Đỉnh cao 1504 thước, qua 8 năm chiến trường, còn lại 1300. Ở đây rừng cây đài ngàn, theo nhau lùa xuống vực. Mưa Trường Sơn là mưa hành lang, bao nhiêu nước dồn về chỗ thấp. B-52 bay qua hàng đàn, bao nhiêu thép dồn vào điểm chốt. Những thung lũng xanh thành bãi đất đồi, vùi xác the, xác bom, xác người, vùi làng bản, vùi cây cả gốc. Rừng đài ngàn trở thành núi trọc, chỉ con đường là ở lại mà thôi. Có một con đường thời ta đánh mê, có một con đường đi suốt quê hương, có một con đường đi qua thời đại, con đường kiên cường, con đường Trường Sơn. Nhớ lúc bom rơi đoàn xe vượt lửa, nhớ những đêm trắng rừng thơm phong lan.
người em đứng gác bên đường, nhớ lúc hành quân qua dòng suối nắng, nhớ mọi vui buồn một thời đấu tranh, nhớ một con đường người người.